Khách Bình Định lên tới Trường Anh nhận mẫu Kia K3e 24 được trước khách cọc nè. Người ta đi tầm cỡ 500-600 cây á. Bây giờ đang chở nó vào công chứng làm giấy tờ ký rút hồ sơ cho em trai luôn. Rồi xong. Anh trai nhà đâu? Đây đây. Nhà Bình Định đúng không? Đúng rồi. Anh ở đó em nghe nói ở dưới đó là người ta làm cá nhiều không? Biển nhiều không? Đúng rồi. Chắc biển này. Anh có làm cá không? Dạ có. Vậy hả? Dưới đó chủ yếu là hải sản là cá gì? Là cá chấm mú với lại tôm. Cá chua là cá chua à? À vậy hả? Hai vợ chồng này ngồi uống cà phê đi chứ. Đi đâu rồi? Tôi quay đi, đưa cái mặt lên đây để em quay sáng sớm nào. Cười lên. À, sáng sớm có lọc là vui rồi. Còn ít xe cỏ thôi, anh em nào quan tâm ủng hộ cho anh. Corolla Atis nè, giá rẻ. Anh em nếu mà anh em đi một mẫu xe Hàn Quốc thì anh em lấy mẫu xe Nhật đi, nó bền. Dòng này được cái nó bền anh chị nha, 2.0 Corolla đít bọng. Dòng này xài bếp full hết rồi, đời 93 hàng nhập á. Nubira cũng đẹp, giá sở hữu cho anh em thì đâu đó chỉ có 50 triệu mẫu này là anh em có ngay mẫu Nubira 203 rồi. Xe này nói chung là xe cũ thôi nhưng mà chủ nhà về người ta cũng tân trang làm đẹp hết rồi. Vỏ mới, mâm mới, nội thất đẹp, màn hình cam dê, cam hành trình full toàn bộ hết rồi anh em. Vừa mới về một mẫu Atis. Đây là Vios. Hàng đẹp cho anh em nha. Nó còn cứ che xe thôi, sáng khách lên khách lấy hết rồi, hết xe rồi. Cô bé có buổi sáng có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Lên tới Trường Anh thì không có gì, chỉ có cà phê thôi. Ai mày muốn gì? Cà phê sữa đá đi. Mày gọi cho anh một ly cà phê sữa đá với lại anh này một ly cà phê sữa đá luôn đi. Ủa từ dưới Bình Định lên em mấy trăm cây? 500 mấy á. Đúng rồi, Phú Yên xong rồi đến Bình Định. Khánh Hòa là từ em xuống Khánh Hòa là 250 cây. Ra Phú Yên nằm tầm 100 nữa là 300. 300 về Bình Định nữa, 100 mấy, gần 500 cây á, 150 nữa. Khách ở xe. Nói chung mấy ngày nay bán hơi chậm là tình hình chung, nhưng mà xe cũng bán vơi vơi rồi anh em. Anh em coi giờ mình bán cũng vơi vơi hết rồi. Kia Morning 2015 nè. Xe này được cái nó là bản chung máy 1.25 nhưng mà nó là bản gia đình nha, không có bản taxi dịch vụ nha anh em. Avante này khách cọc rồi, khách cọc 10 triệu rồi. Dễ thương không? Đang lên phát khách lên khách coi. Khách kêu không cần coi xe đâu. Đó là vậy, là khách cọc luôn rồi. Trên tre 79 2011 là giá chỉ có 130 cho anh em. Avel chứ. Avel. Mẫu Avel anh em lấy về anh em chạy gia đình. Đi mẫu này là ok nè. Avel sạch sẽ liền lẹt nha anh em. Nội thất màn hình cam dê, cam hành trình full hết rồi. Dòng này thì nó chuột. Tại vì sao? Thứ nhất là nó rẻ tiền, là cái thứ hai là được cái đời cao và form nó cũng đẹp. Máy này thì có 1.6 rồi. Chạy đâu đó loanh quanh thì cũng 7 lít cho anh em thôi. Hàng nhập. Mẫu lai sách ti bằng mắt. 85 triệu mẫu này. Anh em mua bớt 5. Còn 80 xe này chủ nhà lên phương kính đồ chơi rồi. Xe chính chủ ủy quyền cho anh tập đầu tiên thôi. Captiva khách cọc rồi. Kia Morning đây khách cũng cọc luôn rồi. Khách cọc 10 giữ xe cho khách 1 tháng. Uy tín thì khách kêu giữ xe là mình giữ xe thôi. Đây còn một con là 2015 160 triệu. Đây 160 triệu đây anh em. Lai sách ti form mới máy cru 130 triệu. Mẫu này đi rất là đầm. So về mẫu Lai sách ti với Gen Tre thì Gen Tre nó ngắn đòn hơn, nhưng mà ngược lại Lai sách ti chạy sẽ ngon hơn Gen Tre. Tại vì Trần Anh vẫn nói như thế này nè, dòng Gen Tre là dòng sinh đan hai đầu, cái máy là nó máy nó ra sau này của thằng Gen Tre, cho nên đi độ đầm có, máy móc thì cực kỳ là ok. Thương hiệu thì y chang nhau thôi, cũng của Hàn Quốc thôi, nhưng mà bây giờ qua cái đời mới, cái đời 2011 người ta đổi form. Form thì nó nè, đèn lớn nè, trước tiên là đèn lớn và hai là máy, rồi máy của crew, máy 1.6 nha anh em. Rồi xe này khách cũng cọc luôn rồi. Anh chị không, bán khách người ta cọc quá trời xe luôn. Còn mẫu này là còn nè. Đó, mẫu này là còn nha, 1.8 có 30. Đưa trước cho 50, mẫu này còn 2000 em này như 2011. Crew 2011 nha anh em.
mẫu này cũng 180. Anh em thiện chí mua cho anh sẽ có bớt, có rút hồ sơ, có góp cho anh em luôn, cho anh em có 30 triệu luôn. Đó, đây là Crew 2011. Đây, khách này cọc 90 triệu cho anh là Kia Karen. Đó, vậy thôi, nói chung là xe khách cọc tương đối nhiều. Nói chung cảm ơn anh em, cô bác đã tin tưởng nha. Cứ có cọc là có vui rồi nè. Cọc là vui rồi, vậy thôi. Rồi chờ khách lên lấy xe thôi. Đó, như mấy anh trai này dưới Bình Định là khách cọc 10 triệu K3 rồi, giờ lên lấy xe. Rồi làm giấy tờ giao xe cho anh trai về, xong. Kết thúc. Đó, bà con là quan tâm mẫu nào thì bà con alo cho anh tôi nha.